Thưa quý vị, hình của bà Harriet Tubman được đưa lên tờ tiền 20 Mỹ Kim, tin từ Washington, DC. Bộ Tài chánh đã thông báo hình của nhà thập tự chinh chống chế độ nô lệ Harriet Tubman sẽ thay thế hình cựu tổng thống Andrew Jackson trên tờ 20 Mỹ Kim. Bà Tubman là phụ nữ đầu tiên có hình trên tờ tiền giấy của Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ qua. Phát ngôn viên Bộ Tài chánh Rob Brunyan cho biết, các chi tiết khác sẽ được thông báo sau, Politico dẫn các nguồn tin giấu tin đã đưa tin hình của ông Alexander Hamilton, người sáng lập ra Hoa Kỳ, sẽ vẫn được giữ nguyên trên tờ 10 Mỹ Kim. Cơ quan truyền thông trên mạng này cho biết, tờ 5 Mỹ Kim cũng có một số thay đổi để mang hình các nhà lãnh đạo thời kỳ dân quyền. Tháng 6 năm ngoái, Bộ Tài chánh thông báo sẽ đưa hình phụ nữ lên tờ 10 Mỹ Kim. Hình người phụ nữ cuối cùng được in trên tờ tiền của Hoa Kỳ đó là Martha Washington trên giấy chứng nhận bạc một Mỹ kim từ năm 1891 cho tới năm 1896 và Pocahontas trong một nhóm hình trên tờ 20 Mỹ kim từ năm 1865 cho tới năm 1869.